Chiều qua ngày 20 tháng 6, lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2020 đã diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF huyện Văn Giang. Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đăng cai vòng chung kết U19 quốc gia do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Truyền thông Thanh niên tổ chức. Giải bóng đá trẻ uy tín này được tổ chức thường niên nhằm tìm kiếm những tài năng bóng đá trẻ để bổ sung cho đội tuyển U19 quốc gia. Giải đấu có sự góp mặt của 8 đội bóng xuất sắc nhất đã vượt qua vòng loại bảng A gồm các đội U19 PVF Hoàng Anh Gia Lai 1 An Giang Thành phố Hồ Chí Minh, bảng B gồm các đội U19 Bình Dương Hoàng Anh Gia Lai 2 Sông Lam Nghệ An và Công an Nhân dân. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà U19 PVF và U19 Hoàng Anh Gia Lai 1. Kết quả chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Vòng chung kết U19 quốc gia 2020 kéo dài đến ngày 28 tháng 6. Các trận đấu sẽ mở cửa miễn phí cho khán giả đến xem và cổ vũ.